cái trò khác nhau. Nếu như mà mình viết chữ viết chữ gạch đầu dòng rồi dùng bullet rồi các trò là đúng ok, nhưng mà của cô hình vẽ có vẻ như thế nhá. Còn nếu mà ví dụ bình thường anh vẫn nói là mình có cái bảng mình viết một khoảng có những cái mà mình muốn kiểu add on thêm mà mình vẽ không nói mồm mình muốn chán. Ok thì thấy được 12 ngày đi. Chỗ nào mà chữ bé quá thì mình sẽ nói nhá. Thì EA đúng không? Ok. Như vừa đấy mình nói là EA là cái người mà có rất nhiều võ ở trong, tức là họ phải học rất nhiều võ, họ phải trong rất nhiều vũ khí. Nhưng mà võ cũng là những kiểu technique hoặc là skill, còn vũ khí thì những kiểu tool. Đấy thì nói chung ông EA ông chỉ cần võ và vũ khí thôi. Có võ không có vũ khí nhiều lúc cũng mất đấy, đúng không? Có vũ khí mà không biết dùng thì nhiều cũng thành thằng dở hơn. Thành ra là người đấy họ phải kết hợp được. Kiểu như ông cứ lúc nào cũng dùng quyền cả, tay chân mình cũng chết. Ông phải có dao, ông phi dao cả. Thì đấy là những cái mà kỹ năng sinh viên. Thế thì một cách tổng thể võ và vũ khí hoặc là các cái technique hoặc là tool và skill của EA, nếu mà phân loại ra thì nó có ba cái phòng tròn chính này. Ở bên trên cùng mình gọi ngắn gọn là technical skill, bên này gọi là behavior skill hoặc là soft skill. Technical skill mình có thể hiểu là hard skill, và cái thứ ba tức là domain knowledge, nó chỉ là knowledge thôi. Thế thì ví dụ trong phần outsourcing này đúng không, thì ông EA ông cũng tập trung vào hai vòng tròn, một xanh một vàng. Trong chính phủ điện tử là những cái là trong nước thì ông cũng phải sang đi thêm là cái chính phủ điện tử. Đó là mình hiểu cách chung chung như thế nhá. Nói gì thì nói, ví dụ một PA mà họ có thể làm kiểu 10 năm, 15 năm như mình chẳng hạn đúng không? Tại sao ông có thể gắn bó được với người PA? Bởi vì ông cũng tập trung vào hai cái các kỹ năng về kỹ thuật và kỹ năng về kỹ năng mềm đúng không? Và cái này là ông làm outsourcing thì ông cũng biết dự án này của đô viên này về logistics, rồi làm sau rồi làm ngân hàng, rồi làm sau nữa về giao nhận vận tải, làm sau nữa ông training mấy tháng một lần sơn các điều đó, rồi ông lại thay đổi những cái đô viên này. Nhưng mà tại sao ông vẫn phải học đúng không? Tại vì ông vẫn cần cái background để ông có thể làm được với khách hàng.